Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giao tiếp giữa khối led 555 và máy tính. Hiện tại trên máy tính là có 3 cổng USB đang sử dụng chuẩn HID. Giờ mình sẽ cắm USB của máy tính vào USB của khối led vào máy tính thành 4 cổng. Đó, máy tính báo 4 cổng là đã giao tiếp thành công. Tại đang chạy 200 hiệu ứng độc lập. Giờ mình nhấn nút chuyển sang cái độ giao tiếp máy tính này. Rồi. Mở phần mềm lên. Rồi vẽ thử đây. Đó. Khi cái này là vẽ đâu là khâu lấy sáng đó. Trên này thì các bạn có thể tha hồ tạo hiệu ứng mình thích này, mình vẽ ra này, các bạn thích hiệu ứng rồi sau đó lưu lại. Đây bây giờ mình sẽ cho nó nhớ thì nhớ lại nhạc, bạn chọn tới đây để chọn bài hát. Mình chỉnh kiểu này. Cái này nghe hay nhạc thì nó có 7 kiểu tùy chọn. Giờ ta nhấn lúc lại để nó chạy hiệu ứng độc lập. Cái này là nó hiệu ứng này, cái này là chế độ test led, xem có led nào bị hư không. Nhấn nút nữa một cái nữa để nó chạy hiệu ứng độc lập.